nguyên thao cái đuối luôn nha, ăn lặn lại nhiều đây nè, mấy người á, mấy người ăn cái nồi canh chua rất là khủng khiếp luôn. Sau này có một cặp đang buộc lái ghe này, bỏ nèo á, cái ghe người ta buộc lái. Bên đó thì cũng có mấy cặp bên đó nữa nha, ba bốn cặp bên đó nữa nè. Buổi sáng thì đang nấu ăn, đang làm mực. Vá nào? Anh Hòa đang làm mực xào dưa leo anh Hòa. Ừ, dưa leo ăn. Gù ăn ghe nèo mà không có gù nhậu cả nhà. Đừng có gù là nhậu say luôn. Mực này là con mực ngang bự nha, mang lô bự với ít tuột nè. Cha em thì đang làm cá đuối đi nấu chua gì cha? Người kho. À, cá người kho với cá đuối nấu chua. Cá đuối này là gọi là cá đuối nẻ nha, cái nhau đuối nhỏ nhỏ này người ta gọi là cái đuối nẻ. Này anh Minh Tàn, anh đang gọt dưa leo để xào. Nhưng mà này có thùng bia nhậu đúng bài luôn. Hết bia rồi. Sao dưa leo? Còn nó ngọt không à? Sáng con cà phê sáng rồi vậy không? Sáng con trà cho buồn quá, không quen con phê. Quen với nhà. Sáng rồi uống cà phê, hút điếu thuốc còn gì bằng nữa. Về đầu buồn quá. Quá buồn luôn. Mà quen không rất là nhiều luôn nha. Cái đuối thì cha em đã làm rồi nè. Thì cái đuối thì mình làm thì mình lấy cái bộ ở chính giữa nha. Ở chính giữa người ta gọi là cái đó là cái đồng hồ nha. Bình thường cái đuối nha, ta quét nè. Mặn kiểu gì nè cả nhà. Đó. Mặn lấy cái miếng thịt nó ra như nè. Hai bên là thịt đúng không? Cái đuối thì ăn cái kiểu như nó cái sụm nó ngon lắm. Kiểu như là cái đuối nó không có xương nè. Có mà cái sụm ăn nó giòn giòn rất là ngon luôn. Cha sẽ cắt ra từng miếng nhỏ nhỏ rồi ăn cho dễ. À. Nguyên thao cá đuối luôn nha, ăn lặn lại nhiều đây nè. Mấy người á, mấy người ăn cái nồi canh chua rất là khủng khiếp luôn. Giờ cho cắt cái ra cho. Nãy em lấy cái đồng hồ chính giữa nó ra rồi, bây giờ mình sẽ cắt ra từng miếng nhỏ để bỏ vô nó. Gỗ rồi sao? Nước đó là nước biển nha cả nhà, tại vì cái máy đèn nó chạy nó có cái lực ống lên nước, mình lấy nước đó mình rửa cá này kia, nhưng mà biển mình xài nước ngọt hay sao chịu nổi, rửa cá bằng nước nước mặn nước biển rồi tí nữa rồi mình xả lại nước ngọt nha.
chiên khô cá ba thú như thế nhỉ, cá thú muối mặn ăn với canh chua đó, tuyệt vời. Chờ nhậu vui cúng chưa đây, chờ ăn đi như rồi. Anh Lý Tầm Đèo đi bánh giao lưu với anh em gà ghe nha cả nhà. Bên ghe là có anh Tài Công được, bên ghe đó là anh Quân Mã Tấu nha. Anh Quân Mã Tấu anh đang ngồi ăn cơm á, ở đằng nào ăn mì. Ai đi chơi vậy cậu? Để qua đi. Mày đu nổi không? Đi đi mày, khỏi ở đây con. Ủa tao đại đi dính sang không ơi. Con đi ở đây chơi còn anh bạo lực quá. Đu nổi không mà đi. Con anh bút cái bóp 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 đi á. Thôi con lợi mà, con đâu có đâu. Giờ bên đây. Đây hả bao? Mắt tía bạo lực tuột luôn. Đang ngắm đâu? Đu đu nổi nó sợ á. À, qua cái một dễ ăn lắm. Chiếc đang chiếc anh lấy ăn xích kỹ đó nhà. Anh lấy tầm đẹp xích kỹ à. Nam đâu, nam đâu, nam vô luôn. Cái độ gì trời? Sao không qua? Tên nam rồi, tên nam rồi, còn lọt cái tẩm nè. Ghe bên kia còn rượu ở nhà, bên đây hết trơn rượu rồi, bây giờ phải anh kiếm rượu nhậu thì vô đậu. Tới 15 chén can này nha. Tính can nữa chừng hả? Tới anh Minh Tàn ảnh xào mực ăn nha nhà. Mực xào dưa leo. Không có mà ông đậu nên sắp đi nhậu hết 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 rồi nữa này. Quá thơm. Cha em thì đang ngắp bắp cải và đang nấu bánh chua nè. Bánh chua cái đuối thì nấu với bắp cải. Buông cái giò xuống cái đạp luôn đấy rồi. Nó qua nha. Rồi. Qua luôn, một tí có bộ mặt á. Cầu lắm. Biết ngủ hết nổi rồi, bây giờ mình phải kiếm cái gì mà không có bia rượu nhậu hết trơn, chán nữa nè. Nó bự nè. Ở ngoài này khổ gì đây, có tiền mà mình cũng mua không được nữa. Tiền nhóc ở trên thì giấy 500 cơ mà. Không ai bán rượu bán kèo hết trơn. Bởi ngoài này khổ có tiền mà cũng xài không được đó. Còn bao nhiêu bạn nè, không ai bán gì hết trơn. Chỉ 500 bỏ vô túi mà nằm lặt ngửa qua là nghe góp góp luôn chứ bự. Ấy là bỏ cặp mà đồ chuột nó khoét hay dán khoét cái nó cắn góc 4-5 tấm gì dục bỏ luôn rồi. Ủa không biết thì dán đâu được đâu, nó chắc chơi ngay. Tại Việt Nam nó không có tại. Mẹ khổ lắm mà đụng mà tiền bỏ theo rồi xài không được nữa, chuột nó cắn dán cắn. Bởi cổ chứ bự. Nãy giờ me cha em bỏ vô nấu cho nó ra nước. Giờ sẽ lấy vớt me ra thao để dầm, mình lấy cái nước còn cái hộp mình bỏ nha. Có hai chỗ có da gà bỏ luôn hả? Có hàng đi qua luôn hả? Không biết nữa, hết nói vậy.
coi ba ký cá. Ở ngoài biển thì cá này thì mình bán ký có 25.000, bán vô cá sô lớn á, cá đuối này bán ký có 25.000. Nó nguyên mầm vậy chứ có mấy chục ngàn, chưa tới 100.000 nữa nha. Bóp cải luôn vậy đó. Rồi giờ bóp cải vô cho chín luôn, tí nữa cho em nêm nếm sao nha. Rồi chơi. Chở lên không? Hay để gì đây nắp không cho? Đây nắp không? Dạ. Ăn cơm nha cả nhà ơi. Dưa leo sò mực nhìn quá trời hấp dẫn à. Nhìn thấy trắng quá à. Tươi xanh luôn à. Quá đã. Đây là một cái nồi canh chua. Có hai nguồn đi của mình anh á. Múc hết thôi, chừng nào ăn hết múc nữa. Hết thôi, người múc hết thôi, chắc là không hết nổi đâu. Sao không hết đi, múc đi dưỡng ba múc hết cho đi rồi cái thao cái son mình ăn hết, chiều mình ăn tiếp. Để ăn ba món. Anh khô rồi anh quả. Rồi cả nhà ơi, mời cả nhà ăn cơm nha. Cô mặn. Mực xào dưa leo. Nè ăn cơm mâm này còn có ba người à. Cô Nam với anh Lý Tầm Đèo với cha cô Nam đi qua bên ghe kia nhậu rồi. Cái đuối nè. Cái đuối này mình nấu nấu cơm mẻ ăn mới ngon. Cơm mẻ là đúng bài cái đuối luôn. Đuối kiểu như nhúng mẻ này. Xin mời cả nhà nha. Cứ như mình ngủ thì cũng đâu có nổi đâu. Ăn cơm xong rồi nằm đi tới đi lui vậy chứ. Ngoài này giờ có tiền xài cũng không được nữa. Bắt quá trời nó bắt rồi. Bắt nó hàng thị vô đây. Giờ này mình muốn mua rượu mua bia cũng không có mua được nữa. Biển xanh rất là đẹp. Chào ngon á. Tưởng có lưỡi câu, câu cá đồ, có lưỡi câu theo. Ít khi ghe neo lắm, có chuyến này không có đồ với dầu mắc nên ghe mới neo. Chứ thường thường lúc đó đi tới giờ là cào xuyên suốt luôn. Khi nào có vô tẩy cá đồ, vô trong hòn đậu 1-2 ngày chứ không có neo. Giờ thì hoàn cảnh web ép buộc nên phải neo thôi. Cô Nam giờ đi chơi về cả nhà. Ê té. Ê trời. Ghê trời. Trời. Quay xíu rồi. Rồi đi té nè coi nào. Mày không té cho nó té đó. Hmm.
đu hai tay được rồi, đu dò chi chạy giờ hai tay tao đi cái một à. Vậy con con xong rồi hết nói rồi, quyếu rồi quá chậm. Không có tốt đâu, đâu có tắm mà máu gì còn lên đâu. Lưu rồi. Luôn rồi. Máu nó nổi rồi, nó nổi rồi. Đau quá nhưng mà cái gì? Nó đau cả. Tao đu hai tay tao đi được rồi, gần như đâu mà. Tức hại nè. Hại sự đi chơi không mà. Ai vừa rảnh của chị bên đây không? Rảnh làm gì rồi, bác hại. Má tài không rồi, lũ khu lũ khổ của anh Giang rồi anh. Đúng rồi hả? Dạ đó. Có ghe thu mua nghe nhỉ. Hôm gầy ghe neo rồi mấy anh tài công đi vô trong hòn nhậu rồi bỏ mấy anh em ngoài này vậy nè. Đáng lý ra là bỏ anh em ngoài này phải bỏ vài thùng bia cho anh em ta nhậu. Quá trời đi chơi mà bỏ anh em ở ngoài này. Không có bia rượu gì nhậu hết trơn. Chơi vậy biết nào mà có tình cảm anh em mình lâu không? Đúng không Nam? Đi chơi mà tại công mà đi chơi bỏ lính ngoài này mấy ngày không có thùng bia nào uống hết trơn. Biết lẽ ở đây được có bánh chi lỗ của đồ nữa. Quần lọt kia đâu? Nồi cho mất tiêu chết rồi. Mày ít lọt mẹ rồi. Ngu quá con kêu rồi. Lấy neo chạy cả nhà, biết có bộ cào hay không nữa nha. Chưa nữa. Ôi, xả gì? Chúng mình không ảnh luôn. Chị đừng rước lại nó, chị đừng rước lại. Chị đừng kè, chị đừng rước. Này đón thành viên mới nha, thêm thành viên mới nữa. Thấy không đây? Thấy dây xuống nằm. Dây lên em ơi. Chú bự đẳng lên kìa. Dê kia ông lại đây dưới luôn đi. Nhìn máy vậy cả nhà. Vinh em. Chú bự nãy bánh nhậu bây giờ chưa về nữa nha. Ngồi lại về đưa chú bự lại nữa rồi. Chú bự đen có kính bay mà không bay mà. Ngồi đây không rụng mẹ tao tưởng ông đi kiếm cái gì không chứ. Còn tưởng kiếm cái gì. Ông ổng ơi, biết nhiều người nhậu có hết rượu ngoài mấy ổng ơi. Vậy kìa, quá lòi rồi, lên nổi không? Lực con lực mà. Ô con lực mà, dễ gì. Quá mạnh rồi. Ôi, dựng hay què vậy ba mà. Nãy gì đâu mà mấy người nhậu có lít rượu mà xảy chạy. Què ông anh gì à, chị ông cho hay què. Rồi bố đây, cho lại giấc. Lấy nè bố cào nha cả nhà.
Giờ này 12 giờ mình búa câu lết. Búa giá câu lết nữa nha cả nhà. Giờ thì búa cào thì 7 giờ mình lấy nha. Đó, đang búa luôn á. Đang búa cái lồng móng nè. Tí nữa tới cái hàm phao cho cả nhà xem. Đứng đây hồi em thấy dây bên cho tí tao được. Thấy dây giao chưa cho tao được. Phải gam giao chiếc chữ A cho anh cho được nha. Chiều ăn chè đó nha, chè đậu xanh. Giờ này không ăn cơm, nấu chè. Cơm á gì đó nha.